Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng Hàng Độc Sơ Rai Bắc Tây Nguyên. Hôm nay bên em có về được một ít lan rừng đơn can đó, và em chia ra thành hai loại, đó là loại nguyên bản và loại rời, để cho các bác các anh chị chúng ta có nhu cầu đặt mua thì liên hệ mua luôn nhé. Đó, và loại rời thì em có 9 phần đây, thì em chia ra thành các phần đều nhau rồi. Trong phần thì phần nào cũng có mâm to, cũng có mâm nhỏ hết nhé mọi người. Đó, giá một phần là 350.000. Đó, thì một phần nó có tầm cỡ 10-11 dê gì đó. Đây, mọi người xem, có những mầm rất là to nhưng mà cũng có những mầm rất là nhỏ. Đó, những cái mầm nhỏ nhỏ thì vẫn ra hoa bình thường nhé mọi người. Nên mọi người cứ yên tâm là về chơi mầm nhỏ thì vẫn ra hoa. Đó, có khuyến mại thêm một cái dề nguyên bản, một phần là có thêm một cái dề nguyên bản nhỏ nhỏ để mọi người về chơi làm giống. Đó, đây có phần này. Đó, và một phần có giá là 350.000 nhé mọi người. Đó, em chia ra phần nào nó cũng đều như nhau rồi. Đó, nên mọi người cứ yên tâm là phần nào cũng đẹp như nhau. Thì hoa đơn cam mọi người, nếu mọi người chưa biết mặt hoa đơn cam thì đây, em có đơn cam nở trong vườn nhà rất là đẹp này, cho mọi người xem. Này thì dưới đèn nó hơi chói. Đó, một màu cam rực rỡ luôn. Có những cái mầm nó rất là nhỏ thôi mọi người, nhỏ xíu thôi mà nó vẫn cho hoa ra hoa bình thường nhé. Đó, đó là cái đặc điểm rất hay của đơn cam, những mầm nhỏ nhỏ thôi là đủ khả năng ra hoa rồi. Đây, hoa đây, hoa đơn cam rất là lâu tàn. Đây là những bông hoa đầu tiên, cách đây chắc cũng khoảng 2 tuần rồi thì hôm nay mới bắt đầu tàn. Đó. Đi sơ qua vậy thì em có 9 phần rời thôi nhé mọi người. Mỗi phần là 350.000. Sang phần nguyên bản thì em có tầm 20 phần. Đó, thì em chia ra đều các phần, và mỗi phần là có gồm 6 dây nguyên bản nhé mọi người. Và giá của một phần là 450.000 một phần. Đó, trong phần thì có những dề có mầm to, có dề có mầm nhỏ. Đó, em chia ra đều hết rồi. Mỗi phần là bao gồm 6 dề nguyên bản cho mọi người xem. Đây. Nói chung là đơn cam đợt này càng ngày càng hiếm rồi mọi người. Gom 4-5 ngày rồi mới được có nhiêu đây thôi. Đó, chứ không như hồi trước. Trước là lên rừng lấy cả ký, nhưng mà bữa nay thì nói chung là không có nhiều đâu. Đó, đây được xem giống như là những cái dề đơn cam cuối cùng của rừng rồi. Đơn cam thì mọi người về lấy là chơi, chỉ về trồng trong một thời gian là thôi là được chơi hoa nha mọi người. Những cái mầm đây thì chưa ra hoa, mọi người về chúng ta chăm thêm một thời gian nữa là sẽ có hoa cho mọi người chơi. Đó, đây nói chung là mọi người cứ yên tâm là em chia đều ra các phần, là cái phần là 6 dề nguyên bản. Nói chung là bù qua sức lại, ví dụ phần nào mà có mầm nó nhiều mầm to thì nó sẽ bù lại, sẽ có mầm nhỏ hơn đó, kiểu kiểu vậy. Có những dây nó hơi lỏng lẻo thì em cố định thêm cái dây rút cho nó chắc chắn nha mọi người. Đó, bởi vì đơn cam là nó thường hay bám trên mấy cái cây khô, nên cái nếu mà có những cái phần mà có rễ nó bám nó hơi long long tí thì cục em cục dây rút lại cho nó chắc chắn luôn. Đó, đơn cam nguyên bản này thì mọi người về có thể cố định vào trong gỗ lũa cũng được, hoặc là đặt vào trong chậu giữ chậu than để giữ ẩm cũng được. Đó, sau đó là trồng chăm sóc như là các loại lan bình thường khác thôi. Đó, đơn cam không ưa ẩm nha mọi người, nên mọi người về không cần phải bỏ thêm rêu đồ vào để giữ ẩm đâu. Đó, rồi cứ một phần đơn cam nguyên bản gồm 6 dề nguyên bản, là có dề to có dề nhỏ nha mọi người, là có giá 450.000. Và cứ một phần rời đây thì có giá là 350.000 nha mọi người. Đó, phần rời thì em cũng quay chi tiết cho mọi người xem rồi. Thì mọi người có nhu cầu mua thì nhắn tin hoặc gọi điện tới số điện thoại em để trên tiêu đề nha. Mọi người có thể nhắn tin họ tên, địa chỉ rõ ràng nha mọi người, kèm theo số phần đơn cam muốn mua. Khách mới mua lần đầu mua ít thì em ship code cho, còn mua nhiều vui lòng chuyển khoản trước giúp em nhé. Đó, còn khách quen thì thoải mái luôn. Rồi sau đây xin mời mọi người cùng ngắm lại một tí về cái mắt hoa đơn cam. Rất là đẹp đúng không mọi người? Thì đơn cam trong tự nhiên càng ngày càng hiếm rồi. Nói chung là mọi người nếu mà có cơ hội chúng ta sưu tầm thì tranh thủ sưu tầm trước nha. Nó là nằm top những loài lan quý hiếm và đắt tiền nhất hiện nay, bởi vì giá nó cũng hơi cao. Nên mọi người xác định chúng ta mua thì chịu khó tốn tiền tí.
Nhưng mà nói chung cái loại đơn cam này cũng nhanh hết lắm mọi người, nên mọi người mua thì phải chốt thật nhanh nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở các clip bán lan tiếp theo ạ.